Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cuồng phong hủy diệt số 9 lao thẳng vào miền Trung. Bão số 9 chưa thực sự ập vào thì đã có 2 tàu cá Bình Định bị chìm, 26 ngư dân vừa mất tích. Vào tối ngày 27 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có 2 tàu cá của tỉnh này bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9. Đây là hình ảnh các tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, tàu cá Bình Định 97469TS của ông Võ Ngọc Đoan làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có tổng cộng 14 lao động bị chìm khi đang chạy tránh chú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27 tháng 10. Trước đó, tàu cá Bình Định 96388 của ông Lê Vạn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh, Khánh Hòa để tránh bão thì tàu cá bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày. 12 ngư dân trên tàu nay đang mất tích. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, dự báo khi bão số 9 đổ bộ vào ngày 28 tháng 10, sóng biển vào gần bờ cao từ 6 đến 8 mét có khả năng gây thiệt hại cho tàu thuyền neo đậu tại cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, hiện Bình Định không có tàu có trọng tải lớn để cứu nạn cứu hộ các tàu vận tải trong tình huống nguy cấp. Trong tình thế rất nguy cấp này, không thấy báo chí nhắc tới việc nhờ máy bay trực thăng của bên quân đội để cứu người. Hôm 26 tháng 10, tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão lũ, Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc nói sẽ huy động cả trực thăng để cứu người. Nhiều trang báo trong nước đưa tin như vậy. Trên trang Facebook Hành tinh Titanic, chuyên nghiên cứu và dự báo về biến đổi khí hậu và thời tiết đưa ra dự báo như sau. Sau đây là dự báo trước của chúng tôi đề phòng trường hợp các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng bị cắt điện và viễn thông. Từ 1 giờ đến 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10, nếu không muốn nói là ngay từ 22 giờ tối nay, hoàn lưu mưa xối xả của siêu bão sẽ ập vào Bình Định đến Đà Nẵng. Sau 4 giờ sáng, có lẽ Bình Định thoát mưa, còn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế kéo dài đến 10 giờ sáng. Cuồng phong tâm bão đi sau khoảng 3 đến 4 giờ sáng bắt đầu cấp cao nhất, gào rít cho đến tận 10 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Nước lụt có thể lên sau đó, nhưng gió sẽ quất đổ và cuốn đi nhiều cây xanh, mái tôn, ngói nhà cấp 4. Tâm bão sẽ đi vào thành phố Quảng Ngãi khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng. Đây thực sự là một cơn bão có sức mạnh hủy diệt. Đây là hình ảnh siêu bão Molef, ảnh chụp lúc 22 giờ vào ngày 27 tháng 10. Lúc 16 giờ ngày 27 tháng 10, bão đang có khuynh hướng tăng tốc độ một chút. Tốc độ di chuyển từ 21 đến 24 km/h theo hướng Tây Tây Bắc Bộ. Dựa theo hình ảnh từ vệ tinh Himari 8 của Nhật chụp lúc 16 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2020 giờ Việt Nam, hiện mắt bão cách thành phố Quy Nhơn 330 km về phía đông và cách thành phố Quảng Ngãi 391 km về phía đông nam. Dự kiến cấp gió tại tâm bão khi đổ bộ đạt tới 185 km/h, giật tới 231 km/h, tức là giật cát 4 trên thang đo Tharip, hoặc cấp 16, giật cấp 19 trên thang Belfort. Nhận định tác động của gió, cuồng phong hủy diệt cực kỳ nguy hiểm. Dự kiến vị trí tâm bão sẽ đi qua gồm có thành phố Quảng Ngãi. Dự kiến thời gian đổ bộ từ 5 đến 6 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020. Vùng cực kỳ nguy hiểm là Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Dựa vào các thông số tối thiểu, khuynh hướng và dự báo của nhiều cơ quan khí tượng trên thế giới, cũng như đặt cảnh báo ở mức cao nhất để người dân đề phòng. Chúng tôi đưa ra dưới đây một kịch bản chi tiết về sức gió, lượng mưa, sóng cồn tại các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 9 khi nó tấn công miền Trung như sau. Khu vực 1 là khu vực tâm bão đi qua và vùng cách tâm bão 100 km, bao gồm Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng từ chiều tối ngày 27 tháng 10 đến trưa ngày 28 tháng 10 năm 2020. Dự kiến thời điểm tâm bão đổ bộ là rạng sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020. Đây là hình ảnh hướng đi di chuyển của bão Molef theo bản tin dự báo lúc 11 giờ ngày 27 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Sức gió đạt tới trên 150 km/h, giật tới 180 km/h, tức là cát 2, giật cát 3 trên thang đo Tharip, cấp 14, giật cấp 15 trên thang
Beaufort, nhận định tác động của gió cuồng phong hủy diệt có sức tàn phá khủng khiếp. Lượng mưa to theo từng đợt, bắt đầu từ chiều tối ngày 27 tháng 10 năm 2020, mưa xối xả liên tục từ rạng sáng đến trưa ngày 28 tháng 10. Lượng mưa trong các đợt từ 800 cho đến 1.000 mm, sóng cồn cao trên 10 mét. Khu vực số 2 là khu vực phía bắc của tâm bão đổ bộ, cách tâm bão trên 100 km và mở rộng bán kính 200 km từ tâm bão, bao gồm Đà Nẵng, Huế. Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng từ chiều tối ngày 27 tháng 10 đến trưa ngày 28 tháng 10 năm 2020. Sức gió từ 110 đến 130 km một giờ, giật 140 km một giờ, tức là cát 1, giật chạm cát 2 trên thang đo Tharif, hoặc cấp 12, giật cấp 13 trên thang Beaufort. Nhận định tác động của gió dữ dội, cực mạnh có thể tàn phá các công trình cấp 4 thô sơ. Lượng mưa, mưa vừa đến mưa to đã từng đợt từ chiều tối ngày 27 tháng 10, mưa xối xả trong vòng từ 3 đến 4 giờ vào buổi sáng ngày 28 tháng 10. Lượng mưa trong cả đợt từ 400 đến 600 mm. Sóng cồn cao trên 7 mét. Khu vực 3, khu vực ở phía nam của tâm bão đổ bộ, cách tâm bão trên 100 km và mở rộng bán kính 200 km từ tâm bão, bao gồm Phú Yên, Nha Trang. Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng từ chiều tối 27 tháng 10 đến trưa ngày 28 tháng 10 năm 2020. Sức gió từ 80 đến 90 km một giờ, giật 110 km một giờ, tức là cấp 10, giật cấp 11. Nhận định của tác động của gió là gió bão có thể thổi bật gốc cây lớn. Lượng mưa, mưa to từng đợt từ chiều tối ngày 27 tháng 10, mưa to trong vòng từ 1 đến 2 giờ đầu giờ sáng ngày 28 tháng 10. Sóng cồn cao từ 2 đến 3 mét. Và bên cạnh đó còn có khu vực số 4 là khu vực về phía tây sau khi tâm bão đổ bộ 1 đến 2 giờ trên đường tâm bão đi qua vào sâu trong đất liền, bao gồm Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum. Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng đầu giờ sáng cho đến chiều tối ngày 28 tháng 10 năm 2020. Sức gió từ 80 đến 90 km/h, giật 110 km/h, tức là cấp 10, giật cấp 11 trên thang Beaufort. Nhận định tác động của gió là gió bão có thể thổi bật gốc cây lớn. Đây là hình ảnh dòng hải lưu ven bờ biển Việt Nam, ảnh chụp lúc 22 giờ vào ngày 28 tháng 10 năm 2020. Lượng mưa, mưa vừa đến mưa to theo từng đợt từ chiều tối ngày 27 tháng 10, mưa xối xả trong vòng từ 3 đến 4 giờ vào buổi sáng ngày 28 tháng 10. Khu vực phía bắc của tâm bão đổ bộ cách tâm bão trên 200 km và mở rộng 400 km ở tâm bão, bao gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Dự kiến thời gian ảnh hưởng buổi sáng từ ngày 28 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020. Sức gió 50 đến 60 km/h, tức là cấp 7 trên thang đo Beaufort. Sau khi đổ bộ vào khu vực phía nam của Trung Bộ, gió mùa đông bắc sẽ được kích hoạt và vẫn tiếp tục tăng cường ở đây, biển động mạnh. Lượng mưa, mưa vừa đến mưa to theo từng đợt. Mưa to tập trung vào khu vực phía tây của các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình từ chiều tối ngày 28 tháng 10 đến hết ngày 29 tháng 10. Sóng cồn cao từ 2 đến 3 mét. Khuyến cáo như sau: người dân ở khu vực chịu tác động số 1 nên di tản ngay lập tức, không chống bão được lâu. Bão này có sức tàn phá rất kinh khủng nên bạn nằm trong khu vực tâm bão đi qua, các bạn có đúng 24 giờ để chuẩn bị di tản nếu thấy mình không đủ sức đương đầu với cơn bão. Khi siêu bão số 9 đổ bộ, chiều cường vẫn rất cao nên chắc chắn các khu vực chịu tác động số 1, 2, 3 sẽ không thể tiêu thoát nước mưa và lũ hiệu quả. Ngư dân toàn miền Trung, đặc biệt là Nam Trung Bộ và Trung Bộ không được ra khơi. Từ hôm nay các tàu thuyền của Việt Nam ở Nam Trung Bộ và khu vực từ Quảng Nam đến Huế phải vào bờ, neo giữa các cửa sông hoặc vịnh chắn gió, chắn sóng tốt. Tuyệt đối không ở lại trên bè nuôi thủy hải sản khi bão đổ bộ. Tuyệt đối không ở lại các rành đá ở vùng trũng thấp, khu vực ven biển khi bão đổ bộ. Đối với nhà bê tông dày và có móng tốt, dùng bao cát, bao nước, dây, thép lớn để dằn hoặc buộc mái tôn, mái ngói, dán kính cửa sổ, cửa ra vào bằng băng keo dạng hình chữ X cho mỗi khung, dán kín bất cứ chỗ hở nào thông từ nhà ra ngoài, tuyệt đối đóng cửa khi tâm bão đổ bộ và đi qua, tránh xa cửa kính. Tuyệt đối không ở lại nhà cấp 4, nhà thô sơ, tiền chế và di tản đến những chỗ trú có tường bê tông dày, móng tốt và mái đã được giằng chắc. Di tản khỏi các nơi và không ở lại vùng trũng thấp đã xảy ra lũ quét trước đó, đưa đồ đạc và tài sản có giá trị đến khu vực càng cao càng tốt. Di tản khỏi nơi dễ bị sụp lở và trượt đất. Vì lượng mưa lớn và lũ về nhanh
nhưng người nuôi trồng thủy hải sản nên chuẩn bị cho rủi ro cá, tôm, vật nuôi thủy sản sẽ sốc vì độ mặn nước biển giảm đột ngột. Nên đưa lồng bè ra xa bờ, hạ lồng xuống sâu hơn và neo giữ lồng bè cho chắc chắn. Cũng khuyến cáo người dân nên thu hoạch sớm nông sản, hải sản trước khi bão vào. Các thủy điện từ Quảng Nam đến Khánh Hòa nên xả bớt nước tích trong hồ để có thể cắt lũ hoặc giảm bớt mức độ nghiêm trọng của lũ sau khi bão tiến vào. Đây là hình ảnh sàn của một ngôi nhà bị phá hủy sau bão Modaleve đổ bộ vào thị trấn ở Philippines vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 vừa qua. Chính quyền và các địa phương từ Bình Định đến Quảng Nam cần phải chuẩn bị kế hoạch cứu hộ chi tiết, chuyên nghiệp cũng như dự báo các rủi ro có thể và để tiếp tục có hiệu quả khi có chuyện xảy ra. Đây là một cơn bão lớn, không xem thường được. Khu vực đô thị nên tỉa bớt cành cây, hạ bảng quảng cáo, khơi thông cống rãnh thoát nước để giảm bớt thiệt hại do ngập úng cục bộ vì mưa to. Các cột điện cũng có nguy cơ bị gãy đổ nên sẽ phải đề cao ra kế hoạch cắt điện đối với nơi nào tâm bão đi qua. Người dân trong bán kính 100 km cách tâm bão đổ bộ và đi qua cần chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, pin sạc dự phòng, điện thoại có chức năng bắt sóng radio như truyền thanh, quần áo ấm và giày cao ống, búa phá tường để phòng trường hợp bị mắc kẹt trong đống đổ nát, trang thiết bị y tế căn bản để phòng tai nạn xảy ra như thuốc cảm, bông băng và chất sát trùng. Danh sách một số điện thoại, đường dây nóng về cứu hộ ở địa phương. Những người ở vùng tâm bão đi qua và cách tâm bão 100 km có thể phải trải qua ít nhất là 3 ngày cô lập vì cơn bão này. Và các bạn ở Nam, Trung Bộ và Trung Bộ chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cẩn trọng tối đa trước siêu bão. Hy vọng không có nhiều thương vong sau khi bão đổ bộ. Còn tại khu vực Phú Yên, Khánh Hòa thì chuẩn bị và coi đây là một cuộc tập huấn phòng chống bão nhỏ vì có thể từ ngày 1 tháng 10 một cơn bão nhiệt đới khá mạnh sẽ đi vào khu vực Nam Trung Bộ. Theo số liệu đo đạc thì từ ngày 26 tháng 10 năm 2020, dải nước biển trải từ khu vực Biển Đông phía tây chuỗi đảo miền Trung Philippines đến bờ đông của Nam Trung Bộ, Trung Trung Bộ có nhiệt độ rất ấm 28 đến 29 độ C. Cùng lúc ấy, khu vực ven bờ Việt Nam có một dòng hải lưu chảy mạnh từ phía Bắc xuống phía Nam luân chuyển nhiệt từ ngay cả trong khu vực Bắc Biển Đông xuống và tạo ra bốn vùng xoáy có nhiệt độ khá cao nên đường đi của bão Modaleve. Như vậy, ngay cả khi dải nước biển ven bờ Việt Nam vẫn rất ấm, khiến cơn bão được tiếp thêm sức mạnh và ít giảm cấp dù gần bờ và bị gió cắt ở một số góc tiện tiến. Đây cũng chính là dấu hiệu mà chúng tôi thường nhắc nhở trong 2 năm gần đây rằng trong tương lai gần, chỉ cần một cơn bão lớn ở khu vực Tây Thái Bình Dương có thể lọt vào trong Biển Đông qua chuỗi đảo miền Trung Philippines, sau đó gặp sự hội tụ gió mùa mãnh liệt và vì vùng nước biển nóng ấm sẽ tăng cấp thành siêu bão rất đáng sợ. Đây là hình ảnh những căn nhà nghiêng đổ ở Philippines khi bão Modaleve đi qua, ít nhất có 2 người chết và 19 người mất tích, nhiều ngôi làng ngập nước trong lũ và gần 100.000 người dân Philippines phải sơ tán. Giờ đây điều đó cũng đang trở thành sự thật và không thể ngờ nó đến quá nhanh như thế. Điều đó cho thấy giới khoa học khí hậu trái đất vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cũng như trong thời gian tới, chúng ta sẽ chứng kiến một Việt Nam luôn bị các siêu bão xé nát ở khúc giữa và càng có khuynh hướng lệch nam vào cuối năm, cuối mùa mưa bão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 với bản tin Cuồng phong hủy diệt số 9 lao thẳng vào miền Trung Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.